Hello, lại là mình Linda đến từ Kho 68TV. Hôm nay Linda sẽ chia sẻ với mọi người những thông tin cực kỳ thú vị mà tụi mình đã thu thập được trong bản báo cáo thị trường tiền mã hóa quý 1 năm 2022 thực hiện bởi Kho 68 và Kairos Ventures nha. Thì như các bạn cũng đã biết thì thị trường đã trải qua rất là nhiều biến động vào quý 1 năm 2022. Đặc biệt là thị trường vẫn chưa thể nào phục hồi hoàn toàn sau đợt suy giảm lớn vào cuối năm 2021. Tuy nhiên là quý 1 năm này cũng ghi nhận rất là nhiều tin tức đáng chú ý cũng như là rất là nhiều tín hiệu lạc quan khiến cho những nhà đầu tư như chúng ta có thêm nhiều kỳ vọng vào một cái sự phục hồi cũng như là sự tăng trưởng mạnh mẽ trở lại của thị trường trong tương lai. Hôm nay thì mọi người hãy cùng Linda điểm qua những highlight của thị trường tiền mã hóa vào quý 1 năm 2022 thực hiện bởi bản báo cáo của Kairos Ventures và Kho 68 nha. Let's go! Đầu tiên của tụi mình là một cái đồng tiền mà luôn là tâm điểm của sự chú ý, đó chính là Bitcoin. Thì do ảnh hưởng tiêu cực của cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine cũng như cái việc tăng lãi suất của Fed thì cái vốn hóa của Bitcoin vẫn chưa ghi nhận cái sự tăng trưởng đáng kể nào. Tuy nhiên, cái lượng dự trữ Bitcoin trên các sàn giao dịch thì đang giảm xuống mức thấp nhất từ trước đến nay và chưa thấy có tín hiệu đảo chiều. Ngoài ra thì quý 1 còn ghi nhận cái sự tăng trưởng kỷ lục các cái số lượng ví cá voi nắm giữ BTC và đây là một cái tín hiệu tích cực. Highlight tiếp theo của tụi mình thì nó sẽ hơi nghiêng về tech một tí vì nó về Ethereum. Thì cái quy trình hợp nhất tiến lên cơ chế Proof of Stake của Ethereum thì ngày càng tiến gần, tại vì cái testnet cuối cùng của mạng mang tên là King nha thì đã chính thức ra mắt. Thì cụ thể là cái việc hợp nhất cái chuỗi Proof of Work của Ethereum và chuỗi Beacon đã trải nghiệm qua cái bản testnet King và đã nhận lại rất là nhiều tín hiệu lạc quan, tại vì cái tổng lượng dự trữ ETH ở trên các sàn giao dịch thì đang giảm xuống mức thấp nhất mọi thời đại, tức là chỉ chiếm 20% tổng cung. Tuy nhiên là cái việc merge, là cái việc hợp nhất của ETH thì đã được dự kiến là sẽ ra mắt chính thức vào quý 2 năm 2022. Nhưng mà vào ngày 13 tháng 4 thì chúng ta lại nhận được tin tức trì hoãn lần thứ N của cái bản cập nhật này, thì không biết đây là một tín hiệu tốt hay là xấu nữa. Thứ ba của tụi mình là về thị trường gọi vốn. Thì cái lượng vốn đầu tư mạo hiểm thị trường blockchain tiếp tục đạt kỷ lục mới, tức là xấp xỉ 14 tỷ USD được đầu tư trong quý 1. Và điều này là tăng trưởng 14,8% so với quý 4 năm 2021 và 209% so với cùng kỳ năm ngoái. Thì đây là một cái tín hiệu rất là tích cực dành cho thị trường tiền mã hóa trong năm 2022 nói riêng và xa hơn nữa nói chung. Cái xu hướng đầu tư thì lần đầu tiên có sự chuyển dịch từ CeFi, tức là tài chính tập trung, sang Infrastructure, tức là nền tảng. Và cái phân khúc blockchain nền tảng thì chiếm tới 1 phần 3 tổng giá trị gọi vốn trong quý 1 năm 2022. Rất là đáng kỳ vọng về cái sự phát triển của thị trường tiền mã hóa trong tương lai, đúng không nào? Khi bố già Andre Conge tuyên bố rút lui khỏi DeFi vào đầu tháng 3, thì hệ sinh thái Phantom đã chứng kiến sự sụt giảm mạnh mẽ về giá trị bị khóa, bởi vì Andre là người rất là ủng hộ Phantom và đã xây dựng một số sản phẩm DeFi như là Solidex để thúc đẩy sự phát triển của Phantom. Thì với cái sự rút lui của Andre thì không chỉ Phantom mà rất là nhiều hệ sinh thái khác cũng bị ảnh hưởng. Terra là cái tên hot nhất trong quý 1 nhờ chiến lược mở rộng UST bằng cách cung cấp lãi suất cho vay lên đến 20%. Và Drew Wall, tức là founder của Terra, cũng đã tuyên bố sẽ mua lại 10 tỷ đô Bitcoin để bảo chứng cho đồng UST. Và điều này đã khiến cho tổng giá trị bị khóa của Terra có sự tăng trưởng vượt bậc và vươn lên vị trí thứ hai trong top các hệ sinh thái tính theo tổng giá trị bị khóa. Thị trường GameFi và NFT đang dần khẳng định vị thế của mình trong cả ngành công nghiệp blockchain và hứa hẹn sẽ phổ biến rộng rãi trong thời gian sắp tới. Cụ thể là nổi bật GameFi trong quý 1 là chúng ta có tựa game Cyber, tức là một cái trò chơi thẻ bài play to earn theo chủ đề bóng đá với tổng lượng người dùng tăng gấp 5 lần chỉ trong vòng 1 tháng ra mắt. Ngoài ra chúng ta còn có StepN, tức là một cái dự án cực kỳ hot trong thời gian vừa qua với mô hình Move to Earn, đã thu hút dòng tiền từ cộng đồng rất là mạnh mẽ, thể hiện một cái sự tăng trưởng hàng trăm lần của token quản trị GNT chỉ trong một thời gian ngắn. Trong quý 1 năm 2022 thì khối lượng giao dịch NFT có sự tăng trưởng hơn so với quý 4 năm ngoái. Tuy nhiên là cái sức nóng NFT chỉ tập trung ở giai đoạn đầu tháng 1. Sau đó khối lượng giao dịch có sự sụt giảm và có xu hướng đi ngang trong tháng 2 và tháng 3.
Sau CryptoPunks for S-Dash Club thì cái bộ sưu tập Aoki là chính là điểm sáng tiếp theo trong thị trường NFT, với cái việc giá sàn tăng hơn 876% kể từ lúc ra mắt. Đây là một bộ sưu tập NFT theo phong cách anime của Nhật Bản, và Aoki cũng chính là dự án mở ra xu hướng anime cho xu hướng toàn bộ thị trường NFT hiện tại. Ngoài những cái thông tin kể trên thì còn rất là nhiều thông tin hữu ích thú vị khác ở trong bản báo cáo của Kairos Ventures, chắc chắn là sẽ giúp các bạn đưa ra những cái quyết định đầu tư đúng đắn. Linda sẽ để cái đường link của bản report này ở dưới phần comment và phần description box những bạn nào quan tâm ha. Các bạn cũng hãy comment cho Linda biết xem là các bạn ấn tượng với sự kiện nào nhất trong quý 1 năm 2022. Đừng quên cho Con68 TV một like cũng như là một subscribe nha. Và Linda sẽ hẹn gặp lại các bạn trong bản báo cáo quý 2 năm 2022. Bye bye!